Thế là quay hết về xong đợi thông báo. Đợi thông báo à? Em nay đấy. Bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi. Chưa thấy thông báo. Nó không có thông báo đâu, giờ nó bị Facebook nó nát rồi. Đấy hả? Ừ, trên kia này. Đây. Phải vào đây đúng không? Đăng ngay đấy. Chủ ác phải vào vật trang của kênh chứ. Đây mới... Đây có vào được đâu? Đợi một tí nó đi, nó bị nát mà. Để đợi nó đi. Hồng siêu quá nhỉ. Hello, Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý vị và các bạn nhé. 8:30 mỗi tối quan trọng rồi này, em xin phép lên sóng báo giá những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ đầu mối Hải Dương bên em nhé. 2 số online là 0347701777 và 0343540999 này. Em xin phép để lại màn hình để cho gia đình mình cùng được dễ gọi là tiếp cận với bước sóng live stream ngày hôm nay hơn nhé. Vâng, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Đồng Nghiệp. Chào toàn thể những bác mà vừa thấy bước sóng ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương đã vào xem. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Thì như mỗi tối con thuộc rồi, em xin phép lên sóng báo giá cũng như là trò chuyện và tương tác cùng đại gia đình mình và những đầu sản phẩm em đang có nhá. Tiếp nhiều bác nhắn tin quá, không biết là ai luôn này. Chào bác kệ đó đi, chào bác Phạm Văn Dung, chào bác Trần Thị Thu Hằng. Chào bác Thanh Ngoan, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, 8:30 mỗi tối này. Đấy. Đèn thì vẫn sáng nha, vẫn phục vụ anh chị quý vị nhà mình 24/7 không kể ngày thứ bảy chủ nhật ạ. Thì hôm nay bên em có về một số đầu xe mới cho anh chị mình cùng tham gia nhé. Đây, hôm nay thì bên em có về một mẫu số xe mới này để các bác cùng tham khảo và để cùng để em tư vấn cho về những đầu xe mới ạ. Thì hôm nay bên em có về một đầu Innova 2006 đấy, 2006 bản G. Nhưng em vẫn bao là nguyên zin cho anh chị quý vị gia đình nhá. Động cơ 2.0 số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi này. Và về một mẫu Ford Everest 2012 máy xăng. Đấy, để em quay những mẫu xe mới trước cho các bác cùng tham khảo. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng này, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Lò Văn Toanh, chào bác Đồng Nghiệp Ô Tô Cũ Hải Dương. Chào bác Nguyễn Anh Quang này, chào bác kệ đó đi, chào bác Phạm Văn Dung. Chào đại đình ạ. Đây thì hôm nay có về một số đầu xe mới cho mình cùng tham khảo nhá. Accent 2009, ok, Accent 2009 sẽ qua Accent 2009 nhá. Đây, Ford Everest 2012, số tự động, động cơ 2.5 máy dầu nhá. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm đến những máy dầu này, tiết kiệm nguyên liệu này, kinh tế vô cùng nhá, thì tham khảo cho em chiếc này đi. Đăng ký đăng kiểm còn dài đến tháng 7 năm 2023. Đấy, máy dầu. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn zin nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình mình là 460 triệu đồng. Đấy. Còn bớt còn thương lượng cho mẫu Ford Everest máy dầu. Động cơ 2.5 đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ cho em xin 57 lượt chia sẻ. 57 lượt bình luận đi để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này thì đến bên em nhá. Mạng hơi kém thì em chỉnh lại đường truyền nhá. Vâng, chào bác Trần Tuân này. Chào bác Trần Tuân, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Đồng Hiệp, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Accent 2009 thì bên em còn một mẫu nhá. Hôm nay thì bán một mẫu rồi. Đây, Accent 2009 thì bên em còn mẫu này ạ. Hyundai Accent 2009, động cơ 1.4 số sàn, nhập Hàn luôn trước nhá. Đấy, nhập Hàn đấy, 2009, đăng ký là bánh 2011. Động cơ 1.4 em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 165 triệu đồng thôi nhá. Sedan đầu phân khúc hạng B, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp này. Đấy, 165 triệu đồng. Các bác nào đang quan tâm đến mẫu xe hay đầu tập lái này, tránh mưa này, đấy tập lái nhá, tránh mưa tránh nắng này, quan tâm cho mẫu này nhá,
giá thì còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị gia đình của mình. Đấy, màu sáng bạc rất đẹp luôn. Nhà mình đang quan tâm đến mẫu xe nào nhá, cứ bình luận, cứ comment để em Tùng được chia sẻ và bình luận gia đình mình nhá. Vâng, chào Triệu Linh này, chào Trần Hằng, chào Thế Mạnh, chào Trần Thăng, chào Trần Tuân, chào Thu Hằng này, chào Thanh Ngoan, chào Lò Văn Toánh, chào bác Đồng Hiệp, chào bác Minh Phúc, chào tất cả những anh chị quý vị khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Thì em xin phép là bắt đầu với Lan Chết Ti 2009 ạ. Nhà mình cứ bình luận nhá, cứ comment đi để em đọc bình luận cái nhỉ, để em sẽ tư vấn tất cả những đầu xe bên em có nhỉ. Lan Chết Ti 2009 này, ASEAN 2009 này, có mà có đủ những đầu xe anh chị quý vị mình đang tìm hiểu nhá. Lạc thế, viết mạng kém thật đấy. Vâng, chào Thế Mạnh này, chào Trần Thăng, chào Trần Tuân, chào tất cả anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Thì em xin phép bắt đầu vào buổi báo giá ngày hôm nay. Đấy, nhà mình cứ hoan hỉ vui vẻ chia sẻ đi nhá. Để em báo giá gia đình nào. Bắt đầu buổi livestream hôm nay với một mẫu xe 5 chỗ đến nhà Chevrolet. Em xin báo giá gia đình mình. Avel 2017, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, màu đen, sedan đầu, tư nhân chính chủ, 14A Quảng Linh đây. Với cửa tiền là 225 triệu đồng nhé, 225 triệu đồng, động cơ 1.5, máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá, cho mẫu Avel đời 2017 đấy ạ. Đấy, la thắng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xoay điện này, máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá, bao test hãng cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, Avel 2017 mà cửa tiền hơn Mo Linh một tí thôi, 225 triệu đồng. Đây, quay một nội thất bên trong này. Nội thất ghế da, điều hòa lao lạnh 2 chiều nhá. Vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng nhá. 225 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn tham khảo thêm cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, các bác nào đang chọn một dòng sedan hay đầu đời cao nhá, tham khảo chi chiếc này. Mạng kém quá ạ. Tầm bị lag rồi. Em có xem được. Có nhưng mà cái máy của lag mà nó lag quá. Cạnh mẫu Chevrolet Avel 2017 vừa rồi này, tiếp theo đây em xin báo giá anh chị quý vị mình một dòng 7 chỗ nhá, 7 chỗ máy dầu đến nhà Chevrolet đây. Xe có tên là Captiva 2009, động cơ 2.0 máy dầu. Đấy, rất là tiết kiệm này, rất là tiết kiệm, rất là kinh tế nhá. Đèn tư nhân công đồ vậy. Đấy, biển 18 Nam Định này. Em xin quay vào nội thất bên trong cho anh chị mình cùng đánh giá thêm này. Xe thì mang động cơ 2.0 máy dầu. Đấy, rất nhiều option luôn. Vô lăng túi khí, điều hòa auto. Đấy, màn hình Android cỡ lớn nhá, cam lùi, cam hành trình. Nội thất ghế da, điều hòa lao lạnh 2 chiều rất buốt nhá. Em được bán với cửa tiền là 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng sâu, được cho những anh chị quý vị mình, những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, bên em giờ đang có hai mẫu máy dầu nhá, mẫu Captiva 7 chỗ này và mẫu Ford Everest nhá. Các bác nào đang quan tâm đến dòng xe máy dầu này. Đấy, thì bên em nó có hai mẫu nhá, một mẫu vàng cát và một mẫu màu đen. Cho các bác cùng tham khảo nhá, 315 triệu đồng cho mẫu Captiva. Đấy, hai cầu máy dầu 2009, đăng ký lăn bánh năm 2011 ạ. Vâng, chào. Chào tất cả những anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Cả nhà mình đang xem buổi livestream này nhá. Hoan thì vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị nhà mình ơi. Không mất tiền, không vàng gì cả, mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những các bác nào đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này, thì với đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Bác nào vừa hỏi là La Chết Ti 2009 này thì tham khảo cho mẫu này nhá. Daewoo Lan Chết Ti 2009, động cơ 1.5. Đấy, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, màu đen này, rất là lịch sự này. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng thôi nhá. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang, La Sang Đúc.
phanh đĩa chống vô cứng 2m này, xin nhan trên sườn xe nhá, 145 triệu đồng, giá còn 145 triệu đồng thôi, giá còn có thể bớt, còn thương lượng cho anh chị như mình. Bắt đồng nghiệp chia sẻ đấy, bắt đồng nghiệp ơi, 145 triệu đồng là Lai Chatty 2009 đúng không? Cạnh mô Lai Chatty 2009 vừa rồi này, nhà mình ai đang quan tâm những dòng xe 5 chỗ gầm cao SUV thì tham khảo. Đây, 5 chỗ gầm cao máy choáng gửi gia đình mình đây, Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký bán năm 2017 đây, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản nhá, 5 chỗ ngồi, đấy, gầm cao máy thoáng, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Xe này trang bị la sang đúc, phanh đĩa chống bó cứng AVET, cặp đèn pha bi cầu bi projector nhá, động cơ 2.0 số tự động. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu mà du lịch 5 người này, đấy mà gọi là đồ đạc mang theo rất là rộng nhá, tham khảo cho mẫu này đi, nội thất bên trong rất rộng luôn, 2.0 số tự động Mitsubishi Outlander 2016 nhá. Bao test hãng này, bao rút hồ sơ, hỗ trợ ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình của mình ạ. Đấy, động cơ 2.0 số tự động nhá, cho mẫu Mitsubishi Outlander ạ, 555 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn tham khảo sâu gia đình mình. Vâng, chào bác Thế Mạnh ạ, chào bác Trần Thăng, chào bác Trần Tuân này, chào bác Minh Phúc, chào bác đồng nghiệp, chào đại đình mình. Đây thì em xin báo giá lần lượt những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị quý mình cùng xét tham khảo nhé. Mạng nghéo này chán thật ấy, cuối tuần mạng nghéo. Vâng, chào bác Mạnh Toàn Sơn Cô Va này, chào bác Kiên Lê, chào bác Đặng Đức Tĩnh, chào bác Anh Ngọc, chào tất cả anh chị quý vị, các cô các bác trên toàn thể ba miền đất nước nhé, đang theo dõi buổi livestream hôm nay. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi, tiếp theo đây em xin báo giá cho gia đình mình, Lai Chatty 2007, 145 triệu đồng, xe này mang động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ đấy, không dịch vụ, không taxi, máy số cao chỉ sơn xi còn chất còn đẹp nhá, 145 triệu đồng thôi. Đấy, các quý cô bác nào mà đang quan tâm thì một mẫu xe tập lái này, tránh mưa tránh nắng, sedan hay đầu nhá, tham khảo cho em con này đi, 145 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu nhá. Lai Chatty 2007 đấy, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m này, lốp láp thì còn mới còn đẹp đấy, xin nhan trên sườn xe này, 145 triệu đồng thôi. Đấy, vô lăng ba chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này, can bồi cam hành trình, màn hình cô vai đầy đủ nhá, 145 triệu đồng, còn bớt lượng, còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, đấy, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng nhé. Các bác nào đang tìm những dòng xe mà cũ này đã qua sử dụng chất lượng thì đến bên em để được xem xe, để được tư vấn và chạy thử xe miễn phí nhá. Tiếp tục đây, một dòng 7 chỗ tầm trung xin gửi gia đình mình ạ. Xe thì có mang tên là Vivante Chevrolet 2009, động cơ 2.0 số sàn, tên tư nhân 14 Quảng Ninh Đất Cảng đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng thôi. 165 triệu đồng cho mẫu 7 chỗ gia đình nhá. Đây, Chevrolet Vivante 2009 ạ. Vâng, chào. Vâng, chào bác Minh Phúc đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Chào bác Thịnh Vũ này, chào bác Bá Nguyễn này. Chào bác Quang này, chào bác Kiên Lê, chào bác Đặng Đức Tính, chào anh Ngọc, chào bác Thanh Ngoan, chào anh, chào bác Trần Đức Thắng nhá. Chào tất cả những anh chị quý vị, những khách hàng thân thương trên ba miền Tổ quốc của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cạnh mẫu Chevrolet Vivante 2009 vừa rồi, tiếp theo đây em xin báo giá anh chị quý vị mình một chiếc xe số động sedan hay đầu phân khúc hạng C. Xe thì có tên là Daewoo Lai Chatty Sedic 2010, đăng ký và bánh năm 2011, động cơ 1.6 số động. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền mong muốn gia đình nhà mình là 255 triệu đồng nhá, 255 triệu đồng, bao rút hồ sơ ạ. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu Hàn nguyên chiếc nhá, động cơ 1.6 số động, máy số keo chỉ sơn xi thì di này, xe được trang bị cả đây cửa sổ trời đây, ba lô la mai nhá. Đấy, cam lồi cam hành trình số động, vô lăng túi khí, thích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, màn hình Android thì cỡ lớn rồi nhá, em đang bán với cửa tiền là 255 triệu đồng, 255 triệu đồng, sedan đầu phân khúc hạng C. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, các bạn nào mà đang
tham khảo một mẫu xe gọi là đầm chắc nhá, tham khảo cho mẫu này đi. Maserati Civic 2010 ạ. Chốt rồi. Vâng, cháu Nguyễn Tuân này, cháu Thịnh Vũ này, cháu đồng nghiệp, cháu Minh Phúc, chào những khách hàng thân thương của chỗ ô tô mới hay chưa ạ? Cánh mẫu Maserati Civic 2010 vừa rồi này, nhà mình đang tham khảo một mẫu sedan đầu, phân khúc hạng B đời cao nhá, thì quan tâm cho cái này đi. Xe thì có tên là Chevrolet Aveo 2016, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với nước sơn màu bạc rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Đây, nhà mình cùng quan sát một vòng ngoại thất bên ngoài em ạ. La sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, đăng ký đăng kiểm thì còn dài. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023. Động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, 215 triệu đồng thôi nhá. Đấy, giá còn có thể bớt và vòng có thể thương lượng cho gia đình mình. Đấy, nội thất ghế da màu be zin nguyên vải theo xe này, vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, màn hình OLED cỡ lớn, cam đùi, cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 215 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xịt bao zin, gầm bệ chắc chắn không mục mọt. Đấy, 215 triệu đồng. Đấy, cho mẫu Aveo Chevrolet 2016 màu bạc này ạ. Accent 2.9 báo giá rồi này. Đây, cạnh mẫu Accent 2009 nữa rồi. Tiếp theo đây nhá, nhà mình cùng tham khảo dưới em này. Một chiếc xe lướt đời 2019 nhá. Xe này có tên là Accent 2019, động cơ 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng. Động cơ 1.4 số sàn, hộp số 4 cấp, hộp số 6 cấp nhá. Máy số keo chỉ sơn xịt bao zin cho anh chị quý vị nhà mình. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy, cam lùi, cam hành trình này, điều hòa auto nhá, cần số xích rắc. Đấy, giá còn có thể bớt và vào thương lượng cho gia đình mình nhá. Accent 2019 395 triệu đồng. Vâng, chào bác Đặng Phương, chào bác Nga Phạm, chào bác Tuấn Tị, chào bác Nguyễn Quang Đạt này, chào bác Quốc Văn Công. Chào toàn thể anh chị quý vị mình trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Accent 2019 luôn này. Vừa rồi là khá nhiều mẫu là 5 chỗ gầm thấp này. Tiếp tục báo giá lên gia đình nhà mình. 7 chỗ gầm cao nhá. Xe thì có mang tên là Hyundai Santa Fe 2007, động cơ 2.7, 2 cầu máy xăng. Thế con này em đang bán với cửa tiền thì mình cũng tham khảo là 315 triệu đồng thôi. 2007, động cơ 2.7, máy xăng 2 cầu, 315 triệu đồng. Đấy, giá còn hơn con Morning một tí thôi ạ. Đấy, 7 chỗ nhá. Các bác nào đã có nhu cầu gọi là đi đường trường này, đấy, đồi núi gập ghềnh nhá, tham khảo cho chiếc này đi. Hyundai Santa Fe 315 triệu đồng. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này, cam đùi, cam hành trình. Đấy, điều hòa auto cần số chính xác nhá. 2007, nhưng em vẫn bao gia đình mình là máy số keo chỉ sơn xịt để bao zin nhá. Chào bác Thần Toàn, có su lô tô, có su lô tô không em à? Su lô tô thì tạm thời bên em chưa có nhá. Đấy, su lô tô thì toàn bên chưa có rồi. Bác mà đang quan tâm đến dòng su lô tô này, để lại cho em số điện thoại nhá. Làm một cái đầu su lô tô mới về thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác ạ. Su lô tô chưa có rồi này. Chào bác Hoàng Ngoại à. Chào bác Thần Hoàn này, chào bác Hưng Thịnh Tô, chào Tuấn Tị. Có la chất ti số động không? La chất ti thì bên em số động thì có, còn có CDX thôi bác ơi. Đấy, bác mà đang quan tâm dòng CDX nhá, thì bên em còn một chiếc. Để tí sau buổi livestream này thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác Tuấn Tị ạ. Chào Đặng Phương này, chào Nga Phạm này. Đấy, nhà mình hoan hỉ vui vẻ lên. Mỗi người cho em xin 2 lượt chia sẻ thôi, để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Để những bác nào đang quan tâm những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ nhá, nhấc máy lên gọi điện cho em hai số này 0347 701 77, 0343 540 99, để em tư vấn sâu cho các bác nhà mình về những đồng xe bên đang có nhá. Cạnh mẫu Hyundai Santa Fe 2007 rồi này. Tiếp tục nhá, nhà mình cùng tham khảo xuống em nhá. Toyota Vios 2010, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, xe đang đầu phân khúc hạng B lồi đồng quây đá nhá. Mà em đang bán con này với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 30E 326 đây, 38 đây, Hà Nội phố đây nhá.
máy số keo chỉ sơn xi đường bao chất bao đẹp màu đen sedan hai đầu nhá, 195 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn gia lộc sâu cho những khách hàng thân thương ạ. Các bác ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin mấy lời chia sẻ đi gia đình ơi. Có xe số động tầm 300 quay đầu không? Bác Hưng Thịnh to 300 số động quay đầu này. Đây tầm 300 số động quay đầu nhá, thì bác tham khảo cho em mẫu này đi. Chevrolet Vivante 2009, số động tư nhân chính chủ 34A Hải Dương, 4 mùa không lụt đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền 190 triệu đồng thôi. Đấy, 7 chỗ tầm trung. Đấy, số động 190 triệu đồng, la xăng đúc, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Vô lăng túi khí tích hợp các lốt điều khiển trên vô lăng, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Nội thất ghế da, điều hòa long hạng 2 chiều nhá, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất, còn đẹp nhá. Số tự động 7 chỗ tầm trung 190 triệu đồng. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm đến mẫu số động nhá, tầm trung nhá, tham khảo cho em chiếc này đi. Đấy, 7 chỗ mà chỉ có 190 thôi ạ. Vâng, chào bác Giang Nguyễn ạ. Chào tất cả những anh chị quý vị vừa mà xem buổi livestream hôm nay. Các bác nào vừa mới xem nhá, hoan hỉ vui vẻ lên cho em xin một lượt theo dõi, một lượt like kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video hoặc là những buổi lên sóng báo giá của bên em ạ. Cảnh mẫu Chevrolet Vivante 2009 vừa rồi này, nhà mình cùng tham khảo cùng em nhá. Toyota Vios 2016 bản 1.5 số sàn đấy, bản E đấy, lên full đồ chơi của gia đình mình này. Đấy, full đồ chơi rồi, màu vàng cát nhá, động cơ 1.5 số sàn đấy, cam nồi cam hành trình, màn hình cova, đèn pha bi cầu nhá. Đăng ký đăng kiểm của con rất là dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 cơ. Đấy, để lỗ startup, vô lăng túi khí, màn hình cova rồi. Con này thì em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu Hải Dương với cửa tiền là 365 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ hỗ trợ giả góp này, bao xin xe trên toàn quốc, trên chỉ quý vị nhìn mình. 1.5 số sàn bản. Có bác Giang Nguyễn ơi, bản Amity thì bên chưa có nhá. Đấy, như là bên em đầu xe đánh quanh tầm 600 triệu thôi. Đấy, mò linh này vái hốt rồi, những tờ đầm xe cơ bản thôi bác ạ. Đấy, Brandity thì em chưa có rồi ạ. Vâng, chào bác Xuân Kinh Nguyễn này, chào bác Giang Nguyễn này, chào bác Nguyễn Hữu Tình, chào bác Hưng Thịnh to này, tầm 300 triệu quay đầu đấy. Bên em chỉ là tầm đánh quanh 6 triệu thôi, những dòng xe cơ bản tập lái tránh mưa tránh nắng, hoặc là những dòng xe cũ gọi là đời hơi cao cao một xíu thôi, để phục vụ toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Vâng, chào bác Thái Nguyên Hưng ạ, chào toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Đấy nhá, Toyota Vios bản E 2016 màu vàng cát, 365 triệu đồng nhá, tư nhân một chủ, zin cả xe nhá. Các bác mình đang muốn chọn những đầu xe nào này thì cứ mạnh dạn bình luận, mạnh dạn comment để em Tùng tư vấn về giá cả, chất lượng xe hoặc là những thủ tục mua bán như thế nào để các bác biết thêm nhá. Mấy cái hàng cuối này thì báo giá gần hết này. Thì vừa rồi nó báo giá là gần 20 đầu sản phẩm rồi, các bác không biết là ưng mẫu sản phẩm nào chưa. Đấy, thì cứ bình luận comment đi, em tiếp tục tư vấn cho ạ. Cảnh mẫu Toyota Vios 2016 rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý mình nhá, 7 chỗ đi là Kia nhá. Xe có tên là Zondo 2016, đăng ký là bánh 2018, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 7 chỗ ngồi xe gia đình nhá. Đấy, biển tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 140. Em đoán có thể là 470 triệu đồng, 2.0 số rộng đấy, full đồ chơi rồi này, cam lùi cam hành trình, màn hình cova nhá, xin nhan trên gương đấy, vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, tích hợp các nút điều khiển này đấy, gầy số thể thao này, màn hình cỡ lớn này nhá, máy số keo chỉ sơn xi đình nguyên zin đấy, bản 4 túi khí, gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là 470 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ giải góp, hỗ trợ ship xe trên toàn quốc nhá. Cho mẫu Kia Zondo 2016 này. Đấy, màu sơn trắng rất đẹp đây. Màu trắng mà mẹ mắng cũng mua nhá.
xe đẹp quá, sẽ yêu thương chia sẻ thành thùng đi cả nhà mình nhé. Vâng, cảm ơn bác Cao Biển ô tô rất là nhiều này. Cảm ơn những lần like của bác Ngoan Thanh này. Đấy, chào bác Ngô Tuấn này, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Đồng Hiệp, chào toàn thể anh chị quý vị, những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô Đồng Hải Dương. Đấy thì vừa rồi em Tùng cũng báo giá rất nhiều đầu xe này, 4 chỗ này, 7 chỗ này, 100 triệu cũng có này, 150 cũng có này, 200 triệu cũng có rồi. Nhà mình đã ưng được mẫu nào chưa nhá? Thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em qua hai số Zalo là trên màn hình 0343540999 và 0347701777 để em tư vấn trực tiếp và gửi những hình ảnh video báo giá chi tiết nhất cho gia đình mình và những mẫu xe bên đang có nhá. Vâng, chào bác Lạc Lối vừa xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy, cực kỳ nhiều xe luôn nhá. Tối rồi bên em vẫn sáng đèn này. Đấy, vẫn sáng đèn để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Cứ nhấc máy lên gọi điện đi. Đấy, bắt tổ tư vấn bán hàng sẽ bắt máy ngay trực tiếp cho anh chị quý vị nhà mình về những đầu xe hiện đang có bên em ạ. Cháu Khu Văn Công nhá, cháu Đồng Hiệp nhá. Captiva máy dầu bó giá rồi này. Thì tiếp theo đây nhá, mỗi một dòng xe 5 chỗ này quốc dân nhà mình cùng tham khảo em này. Hyundai Grand i10 sedan này đầu 2016, đăng ký là đánh 2018, động cơ 1.2 số sàn 4 máy. Con này thì em đang giao bán với cửa tiền là 258 triệu đồng. Đấy, động cơ 2.0 4 máy số sàn. Máy số keo chỉ sơn xi được bao zin nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101 nhá. 258 triệu đồng. Đấy. Bản bay thôi nhưng được trang bị như là màn hình OLED cỡ lớn này, cam đùi, cam hành trình. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá. 258 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Vios số sàn 2017. Không anh à? Vios số sàn 2017 thì không có. Nhưng đang vai có Vios số sàn 2016 và Vios số tự động 2017 nhá. Cành mẫu Hyundai Grand i10 2016 rồi. Tiếp tục báo giá gia đình nhá. Hyundai Grand i10 hatchback 1 đầu 2014, động cơ 1.5 số sàn bản đồ nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. Bản đồ thì được trang bị la răng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụm xe điện, động cơ 1.0, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy. Nội thất bên trong nhà mình cùng tham khảo rồi em nhé. Đấy, nội thất ghế da màu lâu rất đẹp đây. Vô lăng 3 chấu đề lỗ sẽ do tốt nhá. Toyota Vios số sàn 2017 thì mai bên em về cơ nhá. Bác Hà Nguyễn Văn ơi, bên em mai sẽ về một mẫu Toyota Vios 2017 số sàn nhá. Đấy, bác cứ theo dõi buổi live stream này đây đi. Mai thì em sẽ báo giá cho bác chiếc Toyota Vios 2017 số sàn ạ. Vios số động đời bao nhiêu báo giá luôn à. Vios số tự động thì bên em đang có đời 2017 hai chiếc, một chiếc bản E và một chiếc bản G nhá. Đấy, 450 triệu nhá. Hai chiếc đấy 450 triệu báo giá bác luôn này. Máy số các chỉ sơn xi được bao zin nhá. Vios 2017 số động. Đấy, 440 triệu. Vâng, cho bác Thu Hoàn này, cho bác Lam Nhẫn này, cho bác Hà Nguyễn Văn này, cho bác Nguyễn Lâm, chào Đặng Thủy, chào đại gia đình mình ạ. Đấy thì mỗi tối đây em Tùng xin phép lên sóng báo giá gia đình mình từ 45 đến 50 phút thôi để báo giá đầu sản phẩm bên em quá nhá. Các bác làm và quan tâm sâu hơn thì cứ nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line 0347701777 và 0343540999 em tư vấn sâu nhá. Tiếp tục này, Kia Morning 2011, động cơ 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang nhá. Đấy, tập lái 130 triệu đồng thôi. Em là bán với cửa tiền 130 nhá. Đủ đồ chơi rồi. Cam đùi, cam hành trình, màn hình cova. Đấy. Cặp đèn pha bi cầu, xin nhan trên gương, gương kính cụm chạy điện nhá. 130 triệu, còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu.
cho anh chị quý vị gia đình của mình ạ. Đấy, cho mẫu Kia Morning 2011 này, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nhé. Đấy, màn hình cova này, vô lăng 3 chấu, túi khiến đặt trên vô lăng này, nội thất ghế da bò nhá. Đấy, nội thất thì sạch sẽ thơm tho rồi. Máy số keo chỉ sơn di chất nhá, 135 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn da lộc sâu cho anh chị quý vị nhà mình về về mẫu Kia Morning 2011 đấy ạ. Vâng, chào bác Văn Lợi Phạm này, chào bác Thu Hoàng, chào bác Lam Nhẫn này, chào Nguyễn Hà, Nguyễn Văn Hà này, chào Nguyễn Lâm, chào Đặng Thủy, chào bác Minh Phúc nhé. Chào toàn thể anh chị quý vị, những khách hàng thân thương trên ba miền Tổ quốc, chỗ Tùng ở Hải Dương. Thì rồi đầu buổi livestream này em Tùng đã báo giá khá nhiều đầu xe 5 chỗ đâu. Đây, đổi không khí ngày hôm nay đi, sang những đầu xe 7 chỗ cho mình cùng tham khảo ạ. Bảy chỗ thì bên em đang có khá nhiều đầu Innova nhá, một dòng xe quốc dân 7 chỗ này, nội thất rộng, điều hòa mát, thấy máy số keo chỉ sơn xịn rất là lành này. Toyota Innova 2011, động cơ 2.0, số sàn, hộp số VVTi đây, con này thì đời 2011 bản G, đấy bản G, bản đổ phun kính nhá. Em đang bán với cửa tiền gia đình mình cùng tham khảo là 325 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn zin, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vùng Đỏ đấy. Bàn G thì được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng nhá. 325 triệu đồng cho mẫu Toyota Innova 2011 ạ. Đấy, bao cho anh chị quý mình máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, 325 triệu đồng. Đấy, báo giá dòng 7 chỗ này. Đằng trước mẫu Toyota Innova 2011 vừa rồi này, tiếp tục em Tùng báo giá cho mình này 7 chỗ nhá. Mitsubishi Jolly 2004, đăng ký là bánh năm 2006, động cơ 2.0 số sàn. Em đang bán với cửa tiền gia đình mình cùng tham khảo là 130 triệu đồng. Đấy, 130 triệu đồng nhá. Giá không bằng con SH luôn. Giá còn thể bớt này, còn thương lượng, còn ra lồng sâu. Chị mua xe nào em bán nữa? Dạ. Nếu chị có thể 2.0 số sàn Mitsubishi Jolly 2004 nhá. Đây, một mẫu xe mới hôm nay bên em mới về đây, Toyota Innova 2006, động cơ 2.0 số sàn 7 chỗ ngồi, máy số keo chỉ sơn xi, em Tùng là bao zin gia đình mình nhá. Đấy, 2.0 bản G, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Con này thì bên em đã có video báo giá chi tiết cũng như là hình ảnh chi tiết nhá. Giá còn bớt, còn thương lượng. Đấy, nội thất thì cực là đẹp luôn. Đấy, nội thất rất đẹp luôn nhá. Cho mẫu Toyota Innova 2006 đấy ạ. Đấy, gầm cao chạy đường dài, vô cùng là thích, vô cùng đẹp này. Xe này trang bị nội thất 3 vùng độc lập này, cam lùi, cam hành trình này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Xe tư nhân gia đình, biển 30 thủ đô Hà Nội phố nhá. Đấy, thì mỗi tối này em cũng xin phép lên sáng báo giá gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi. Và những đầu xe hiện bên em có nhá. Tiếp tục này, Toyota Innova này. Toyota Innova 2008, đăng ký năm 2010. Thì con này bên em đang bán với cửa tiền 260 triệu đồng thôi nhá. Mình tham khảo cùng em này. Đấy, thì bên em hôm nay có về thêm một mẫu máy dầu nhá. Về thêm một mẫu máy dầu đây cho mình cùng tham khảo này. Ford Everest số động 2012, động cơ 2.5, máy dầu nhá. Rất là kinh tế, rất là tiết kiệm nguyên liệu này. Đăng ký đăng kiểm cũng rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 460 triệu đồng cho mẫu máy dầu số tự động nhá. Máy số keo chỉ sơn CDG này, trần da 5D này, cam lùi, cam hành trình nhá. 460 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn da lộc sâu cho những khách hàng thân tưởng cho ô tô của Hải Dương. Đấy, lâu lắm rồi thì bên em mới về một bông máy dầu chất mà đẹp này. Các bác nào quan tâm sớm này, chốt được trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, giảm giá ngay 10 triệu đồng cho anh chị, quý vị các bạn nhà mình về mẫu Ford Everest máy dầu nhá.
Đấy, nhà mình cùng quan sát nội thất bên trong này. Rất đẹp luôn. Những chiếc nào mới về này. Đấy, những chiếc nào hôm nay mới về nhá. Đấy thì em cứ chia sẻ thật sâu cho mình cùng tham khảo giùm em ạ. Ford máy dầu 2012 2.5 máy dầu nhá. Còn rất nhiều xe luôn, còn rất nhiều sự lựa chọn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đứng cạnh mẫu Ford máy dầu 2012 vừa rồi này, tiếp tục cho mình cùng tham khảo rồi nhé. Genta 2009 1.5 máy xăng tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. Màu đen xe đai đầu, cam nồi cam hành trình. Đấy, nội thất thì đầy đủ rồi nhá. Mang về sẵn đi sẵn được rồi. 125 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn ra đồng sâu tại chợ ô tô Đồ Ngoại Dương. Đấy, tất cả những đầu xe bên em này, các bác nào mà đến xem trực tiếp nhá, giảm giá 5%, giảm giá 5% khi đến xem trực tiếp cho gia đình mình. Cành mẫu Genta 2009 rồi này, tiếp tục báo giá anh chị của mình. Một mẫu La Chatty 2012, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng màu đen nhá. 170 triệu đồng, đời 2012, đủ đồ chơi rồi. Cam lùi cam hành trình, màn hình OLED. Đèn pha bi cầu nhá, la sang đúc. 170 triệu đồng cho mẫu La Chatty 2012 rồi, vừa rồi ạ. Cành mẫu La Chatty 2012 vừa rồi này, mình cùng tham khảo dùng em. Một mẫu sedan 2 đầu, tốt động nhá. Xe có tên là Kia Bride 2008, đăng ký lăn bánh tại Việt Nam 2010 này. Tư nhân chính chủ 29 Hạ Lợi Phố đây. 1.4 số sàn, hộp số DOHC nhá. 225 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu cho anh chị quý vị gia đình mình. Các bạn nào đang tham gia buổi live stream ngày hôm nay của cháu ô tô Đồng với Hải Dương, hoan vỉ vui vẻ cho em xin 5-7 lượt like, 5-7 lượt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi live stream này hơn. Để những anh chị quý vị nào mà đang muốn tìm cho mình những dòng xe cũ nhá, từ 4 chỗ đến 7 chỗ đa qua dụng nhá. Đấy, để em Tùng được tư vấn, được báo giá miễn phí cho gia đình mình ạ. Genta 2010, động cơ 1.2 số tự động. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu nhá, muốn tìm một dòng xe tập lái tránh mưa tránh nắng này, bổ túc tay lái nhá, tham khảo cho em mọi đi. Số tự động 1.2 màu đỏ đuôi, 220 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn ra lộc sâu cho các bác ạ. Vâng, các bác nào đang nhắn tin qua fanpage cho em nhá. Đấy, rất là nhiều tin nhắn luôn rồi. Sau buổi livestream này thì em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh chị quý vị nhà mình về những đầu xe hiện bên em có nhá. Genta X 2010 báo giá rồi này. Cành mẫu Genta X 2010 rồi nhá. Tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị nhà mình. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Nhỏ gọn tiết kiệm liệu, em Tùng đang bán với cửa tiền 197 triệu đồng thôi. 02 100. Cho xem i10 đi anh, i10 bên em rất là nhiều luôn nhá. Đây em xin báo giá lần lượt cho anh chị của mình một tham khảo này. Kia Morning 2016 1.25 số sàn 4 máy nhá. 190 trẻ đập 7 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu. Các bác nào đang hỏi đầu Toyota Vios 2017 này thì tham khảo cho em chiếc này nhá. Toyota Vios màu trắng số động 2017 bản E, em Tùng đang bán với cửa tiền là 445 triệu đồng. Đấy, số động. Đấy, lên đủ đồ chơi cho mình cùng tham khảo nhá. 1.5 số động, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023 này. Cam đùi cam hành trình, màn hình cova cỡ lớn nhá. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện này. 448 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn ra lộc sâu cho anh chị quý vị như mình. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe luôn. Còn rất là nhiều đầu xe cho anh chị quý vị cùng tham khảo nhá. Đấy, 100 tầm hơn 100 triệu này, tầm 120 rất nhiều luôn này. Vâng, cảm ơn bác lượt team bác Phạm Nga này. Chào bác ô tô Cú Đức Chính này. Bác ô tô Cú Đức Chính này đang xem buổi livestream ngày nay thì hoan hỉ vui vẻ cho em dùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác ô tô Cú Đức Chính ơi. Vâng, chào bác Lam Linh này, chào bác Nga Phạm này, chào bác Lộc Bùi, chào bác Hoa Quả Tiên, chào bác Ngọc Quát, chào bác Lam Linh, chào bác ô tô Trung Kiên, chào đại gia đình mình ạ.
350 triệu mua được vay út đòi bao nhiêu anh? 350 triệu à? Tầm 350 triệu thì bác mua được vay út 2016 số sàn đó nhá. Tiếp tục về anh quanh tầm giá 400 triệu này. 400 triệu nhà mình quan tâm cho chiếc gì nhá. Toyota Vios số sàn 2017 động cơ 1.5 nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn si bao zin, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. La răng đúc phay 4 bánh lốp đáp đẹp, cam đùi cam hành trình. La răng đúc này, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét nhá. Con này thì bên đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng thôi. 395 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu cho anh chị quý vị nhà mình về mẫu Toyota Vios này ạ. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si thì còn cực chất luôn. Màn hình cova đấy. Vô lăng ba chấu túi khí toàn trên vô lăng nhá. Đấy, màn hình cova rất là lớn này, to như quyển sách quyển vở luôn. 395 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu ạ. Cành mẫu Toyota Vios 2017 số sàn rồi này. Tiếp tục em báo giá gì mình nhá. La Jetty 2013 động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền thì mình cũng tham khảo là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng số sàn, tên tư nhân. Đấy, cam đùi cam hành trình này. Đấy, cặp đèn pha này trang bị công nghệ halogen chiếu sáng là chiều nhá. 190, máy số keo chỉ sơn si bao chất, gửi gia đình mình ạ. Đấy, còn rất là nhiều xe này, rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy thì mỗi tối này em cũng xin báo giá thì mình từ 40 đến 45 phút thôi. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều nhá. Đấy, còn khá nhiều đầu xe để phục vụ gia đình mình ạ. Vài gót 2017 rồi này. Cảnh mẫu Toyota Vios 2017 vừa rồi nhá. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị nghe. Hyundai Grand i10 2014 màu bạc, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Con này thì em đang báo giá gia đình nhà mình là cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ góp nhá. Một chiếc xe tư nhân chính chủ đến từ 30 Hà Nội phố đây. Máy số keo chỉ sơn si thì còn bao chất vào đẹp nhá. Vâng, chào bác ô tô Thanh Tùng vừa vào xem buổi livestream cái này. Ở cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 rồi nhá. Báo giá gia đình mình này. Toyota Vios 2009 bản E số sàn. Đấy, tên tư nhân. Con này thì em nhớ là biển gốc là biển 14 rồi. Biển gốc là biển 14 Quảng Ninh nhá. Em đã bán với cửa tiền là 225 triệu đồng. Đấy, không, con này hồ sơ cầm tay rồi. Đây, những thủ tục mà sang tên đổi chủ biến bấm biển mới trong vòng lốt nhạc thôi. 225 triệu đồng. Đấy, i10 bản đủ thì bên rất là nhiều luôn. Ok, hai bác ô tô Thanh Tùng này. Đấy, có thể đường chuyến này hơi kém nhá, nhà mình xem lại cho em đường chuyển tí đi. Máy hôm nay lag quá luôn đấy. Đấy, máy hôm nay bên em cũng lag luôn này. Đấy, xin lỗi cho mình rất là nhiều nhá. Kia Seato 2017 động cơ 1.6 số rộng, đăng ký 5 chỗ ngồi, một bầu trời công nghệ, xin gửi gia đình nhà mình nhá. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, vô lăng túi khí này, điều hòa auto nhá, cam đùi cam hành trình này, cảm biến đầu cảm biến đuôi này, đèn pha bi cầu nhá, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện, đăng ký đăng kiểm còn rất là dài đến tháng 12 năm 2022. Đấy, cửa sổ trời panorama này, nhớ ghế hai vị trí, vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, đè lỗ sờ ta tốt này, gãy số thể thao nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo là 485 triệu đồng. Đấy, số rộng con Kia Seato 2017 nhá, máy số keo chỉ sơn si bao zin, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình của mình. Đấy thì mỗi tối này em cũng xin gia đình của mình từ 40 đến 45 phút thôi để báo giá đầu sản phẩm em đang có thì mình cùng tham khảo nhá. Còn những bác nào mà tham khảo sâu hơn và những đầu sản phẩm bên em có này thì cứ để lại số điện thoại để em sẽ gửi những hình ảnh, những video chi tiết nhất cho là mình cùng tham khảo thêm nhá. Thì hôm nay là tối thứ 7 rồi, cuối tuần. Em xin chúc các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay sẽ có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân.
đấy, chúc một buổi tối cuối tuần vui vẻ nhá. Đây, cảm ơn anh chị quý vị rất nhiều ạ. Kia Seato 2017 này, 485 triệu đồng, 1.6 số động bản full đấy, xe zin nhá. Đây em xin tiếp tục là di chuyển này để báo giá những đầu sản phẩm tiếp theo bên em đang Seato đúng không? 485 triệu đồng rồi này. Cảnh mẫu Kia Seato 2017 rồi này. Kia Morning 2016 1.25 số sàn 4 máy nhá. 190 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Đấy, con này biển là 95 sách luôn, gần chỗ Thanh Tùng luôn này. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2024 này. 190 triệu đồng, 1.25 số sàn 4 máy nhá. Giá còn có thể bớt, còn có thể thương lượng cho anh chị quý vị như mình. Đấy, rất đẹp luôn này. Cảnh mẫu Kia Morning 2016 rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình này. Toyota Vios 2015 màu xanh, động cơ 1.3 số sàn bản gì, máy số keo chỉ sơn gì còn chất còn đẹp này. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 285 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ giải góp nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn gì còn chất, tên tư nhân 17 khu đô Thái Bình đây. 285 triệu đồng ạ. Đấy thì em Tùng vừa rồi đã báo giá tất cả những đầu sản phẩm bên em qua nhá. Đấy, cái này còn thắc mắc gì sâu này, nhắn tin bình luận trực tiếp cho em qua hai số hotline 0347 701 77, 0343 540 99 nhá. Đấy, em Tùng sẽ chịu trách nhiệm tất cả về chất lượng xe, giá cả cũng như là thủ tục mua bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, em Tùng xin chúc gia đình mình thứ bảy có một buổi tối vui vẻ, qua bước sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình trong những buổi livestream tiếp theo. Đấy, chào cả gia đình mình ạ.